là người trong cái câu này, đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, và luân hồi dài cho kẻ ngu. À, không có biết chân diệu pháp, không có học nhiều, thực hành nhiều giáo pháp của Đức Phật. Dạ con không biết nói gì hơn, chỉ có biết bấy nhiêu thôi ạ. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn đạo tràng, con xin phép xuống mít ạ. À, su sa khánh dùng à, không phải đồ, nhưng mà cái ý nghĩa nó hay chẳng lựa vượt biết qua, thì cái điều quan trọng là chúng ta tham gia rồi chúng ta nói lên là những chúng ta cảm thấy là thích hợp tâm đắc. Cũng như Sikamita chia sẻ câu Phật ngôn 62, khi mà lửa cháy mất là cũng mất mạng luôn. Bởi vì con ta, tài sản ta, đâu có gì là của ta. Mình cái mạng mình giữ cũng không được nữa mà. Thôi trở lại câu Phật ngôn 60, Sik Hành Dung chia sẻ. Thì bây giờ chúng tôi xin có một đọc một bài thơ thế này, quý vị suy nghĩ. Nó có phải là câu Phật ngôn 60 đã nói lên hay không? Sống thì ăn, sống thì ăn cháo, ăn rau, chết con mấy đứa thi nhau cúng gà. Sống thì nhà chẳng ra nhà, chết con xây mộ thật là rất to. Sống thì bữa đói bữa no, chết con nó gửi xuống cho đủ đầy. Bây giờ mình sướng hơn Tây. Biết vậy, mình đã xuống đây lâu rồi. Khi mình còn ở trên đời, thường nghe con cái nói lời đắng cay. Mình chết, chúng lại đổi thay, nghiêm trang, cung kính, chấp tay đàng hoàng. Quanh năm chúng gửi tiền vàng, dưới này mình đứng trong hàng đại gia. Làm người không sướng bằng ma, cũng may mình đã trải qua kiếp người. Tha hồ hạnh phúc vui tươi, sống lặng lẽ khóc, chết cười nhăn răng. Hồn đất mà biết nói năng, thế nào nó cũng kêu rằng chết vui. Vậy thì chết vui, chết khổ cũng là một con đường dài, để rồi chúng ta có biết được khổ, nguyên nhân của khổ, sự an vui, con đường đưa đến việc khổ hay không. Cái quan trọng là tứ diệu đế chúng ta có biết hay không. Chứ còn bây giờ chết khổ, chết vui, nói rằng khi mình còn sống á, thì con cái nói những lời đắng cay. Khi mà chết thì chúng lại đổi thay, nghiêm trang, cung kính, chắp tay đàng hoàng. Thế như vậy thì quý vị thấy sao? Quy luật cuộc sống, cái điều của chúng ta có thấy sự thật hay không, chứ không phải là cái hình thức ha. Ơi sa tu sẽ cạnh dùng nè, siết mê ta. Ủa mà sao Sik Hành Dung nó cái nói chuyện giống hệt Sik mấy ta, giọng nói thì giống ha. Rồi chắc là bà con qua ha. Rồi mời Sik Pháp Nguồn tiếp tục ha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư, con xin chào toàn thể đạo tràng. Như con thì con thích nhất cái câu Pháp Cú 70 ạ. Câu này là: tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Dạ, cái bài này con thấy rất là hay và ý nghĩa, tâm đắc ở chỗ là người hiểu pháp hữu vi ạ. Dạ. Vì là như con thường được đọc thì có đoạn kinh
Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy là: Này các tỳ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi, các pháp hữu vi là vô thường, tinh tấn, chớ có dễ duỗi phóng dật. Thì cái pháp hữu vi ở đây mà cái vị này mà hiểu được thì là một bậc trí, thì sẽ rất có là lợi ích cho người ấy. Như rồi Đức Phật dạy là: Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy tu tập thiền định, cha ná, chớ có phóng dật, chớ để hối hận về sau. Đây là những lời giáo huấn của ta cho các ông. Dạ, thì con thấy cái câu mà người hiểu pháp hữu vi này thì là người rất là tuyệt vời. Nếu mà hiểu được lời dạy của Đức Phật thì là nhất, cho nên con rất là tâm đắc cái câu này. Nhưng mà con cũng chưa được hiểu thấu suốt lắm cái câu 70 này. Con mong Ngài có thể có thời gian chia sẻ cho con và đạo tràng được biết ạ. Dạ, con xin được xuống mic ạ. Con xin tri ân sư ạ. Sa thủ Sĩ Ca Pháp Nguồn ha. Ôi, Sĩ Mê Ta bị rất mít rồi, Sĩ chạy ra ngoài vô lại thì sẽ ổn ha. Rồi, Sĩ Pháp Nguồn, câu Phật Ngôn 70 nói lên cái gì? Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống, công bằng phần 16, người hiểu pháp hữu vi. Và pháp hữu vi là pháp mà chúng ta thấy vô thường, chi phối, khổ não, nó biến hoại và vô ngã, không phải là chính của mình. Vô thường, khổ não và vô ngã, đây là tam tướng của pháp hữu vi. Và khi mình thấy được như vậy á, thì không bằng phần 16. Lý do là sao? Tại vì ác nghiệp của quá khứ, cho nên đã coi thường một vị thánh tăng. Ngươi không nên cạo đầu bằng lưỡi, bằng dao cạo, mà lấy lá thuốc nốt á, cạo tốt hơn. Ngươi không nên mặc áo y phục mà ở trần ở chuồng tốt hơn. Ngươi không nên ăn cơm của thí chủ mà ăn phẩm tốt hơn. Ngươi không nên nằm ở trên giường mà nằm dưới đất tốt hơn. Một vị trụ trì mà có cái tâm cánh tị nhỏ mọn, khi đụng đến một vị thánh tăng và cái kết quả nó trả, cái quả nó trả tương xứng với những cái lời huy bán đối với một vị thánh. Và thế là sinh ra trần truồng rồi tóc thì làm cho ngứa, cho nên mới lấy cái cọng thuốc nốt mà cạo đầu. Mà mỗi lần cạo đầu cọng thuốc nốt thì máu me chảy tùm lum, rồi cơm thì không chịu ăn, ăn phẳng, rồi nằm thì nằm dưới đất. Ác nghiệp mà mình nói sao là mình phải lãnh như vậy Và thế là trong một cái gia đình khá giả mà thấy đứa con như vậy thì thấy cũng quê, thôi cho tu theo cái đạo lõa thể luôn, sống với đạo lõa thể. Nhưng mà khi được trai tăng cúng dường, tiến thí mời, thì anh ta nói: Thôi tôi không có đi đâu, ở đây có Phật thực rồi, đi làm chi. Và thế là anh ta chờ cho tất cả đồng đạo của mình đi trai tăng, thì anh ở nhà anh chung xuống hầm phẳng, anh bắt những cái cục phẳng đó, rồi anh ăn. Đó là Phật thực của anh ta. Mày cũng do cái ác nghiệp quỷ bán vị thánh mà anh ta phải chịu vậy. Rồi nhóm cái ngoại đạo lõa thể đó, sau khi phát hiện ra cái anh này làm nhục cái đạo giáo của mình, nếu mà người ta biết được anh này ăn phẳng thì còn ai tôn trọng cái đạo của mình nữa, rồi đuổi. Và khi bị đuổi thì anh ta mới tìm một cái trú xứ thích hợp,
tức là có một cái tảng đá rất là to, và nơi đó là cái nơi mà phóng uế, gọi là công cộng, nghĩa là anh ta thấy cái tảng đá này và thấy được coi như dân chúng tới đây coi như là phóng uế tự do như vậy. À, người ta hay nói là nhất quần công mà nhì là ra ngoài đồng á, à, tức là một cái vị trí thoáng mát nè, rồi anh ta cảm thấy đây là một cái chỗ thích hợp và muốn cho người ta tôn trọng mình, anh ta mới đứng co lên một giò miệng thì ngước về anh trời, đứng một giò mà miệng thì hả ra mà hướng về trời cao. Thì người ta đi vệ sinh quanh đó thấy cái hành động kỳ lạ, anh này coi như không mặc quần mặc áo ha, một cái vị đạo sĩ lõa thế này mà thời kỳ đó người ta rất là tôn trọng, rồi có hành động kỳ dị đứng một chân co lại ha, rồi miệng hả ra nhìn lên trên trời. Thì họ mới ngạc nhiên, ngài tu theo cái hành gì mà thấy cao thượng quá. Ông ta mới nói ăn gió uống sương và đứng một chân như thế này là có một cái tâm bi thương xót chúng sanh. Nếu mà ta đứng hai chân thì cái quả đất này sẽ rung chuyển, ghê không? Nó dốc như vậy mà người ta dám nghe, người ta tin. Ô, ông này cái hạnh cao thượng quá, ông này là một vị thánh. Wow, người ta súng lại đánh lễ quỳ lại, rồi dân cũng vật thực thượng vị tôn trọng ta. Nhưng mà ông ta nói không, ta không có ăn ba này, vật thực của ta là ăn xương hút gió, nó xạo không? Vậy mà họ tin. Nhưng mà các người này nỉ quá thì ông ta mới lấy cọng cỏ chấm vô trong vật thực, mút vô miệng, chấm mút như vậy, nói như vậy là ta đã thọ rồi, người có phước nhiều lắm. Nhưng mà người ta tin, người ta quan nghĩ và ta tôn ông ta giống như là một vị A-la-hán. Ông ta hành cái hành như vậy 55 năm, đứng như vậy đó. Nhưng mà khi mà bà con chiều chiều bà con về hết rồi thì anh ta cũng đi hai chân đàng hoàng, đi tới những cái chỗ mà người ta có như đại tiện đó, thì đó là những vật thực của anh ta sống qua ngày. Nhưng mà hình thức là làm cho người ta rất là tôn kính. Và như vậy thì với câu Phật ngôn này nói lên cái gì? Người hiểu pháp hữu vi có thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã hay không? Cho nên khi mà nhân duyên của ông ta trong 20.000 năm tu tập thì nó đã đến cái thời kỳ trổ quả. Và Đức Phật thấy cái nhân duyên đã đến, ngài mới đến ngay tảng đá đó, nói với cái ông chu chăm bù cá đó: hãy cho Như Lai nghỉ lại đây một đêm đi. Thì ông ta không đồng ý, bởi vì cái hành của ông ta là cái hành tà kiến, sai sự thật. Ông ta nói nếu mà ở chung thì biết mánh của ông ta làm sao, ông ta không cho ở. Và Đức Phật nói là ở trên cái khoảng cao trên núi kia, chỗ đó có ai ở không? Nói không. Không thì bây giờ mời ngài lên trên đó. Còn ở dưới này, cái chỗ này là chỗ của tôi không cho ngài ở. Rồi khi mà Đức Phật người đó thì quý vị biết rằng Tứ Đại Thiên Vương xuất hiện. Rồi nửa đêm thì Đức Vua Trời Thể Thích xuất hiện. Rồi gần sáng thì Đại Phạm Thiên xuất hiện. Khi mà ông thấy những cái tia hào quang đó thì ông mới ngạc nhiên, và sáng hôm sau hỏi Đức Phật: tại sao lúc đầu hôm ánh sáng như vậy, nửa đêm ánh sáng như vậy, và khi gần sáng thì cái ánh sáng còn chiếu sáng dữ dội nữa?
thì Đức Phật mới nói đó là Đại Phạm Thiền. Thì ông ta mới nói tôi thờ thần lửa, tôn trọng Đức Phạm Thiền, mà tại sao cái vị Phạm Thiên đó không xuống hầu hạ tôi mà lại xuống hầu hạ Ngài? Thì Đức Phật nói ngươi xạo, nói là ăn gió hút sương gì, ngươi đi ăn phẫn rồi ngươi có biết ác nghiệp của ngươi không? Quỷ bán một vị thánh để rồi bây giờ không mặc áo mặc quần, nằm ở trên đất rồi lấy lá thuốc nốt cạo đầu thì như vậy ngươi có biết rằng do cái ác nghiệp mà ngươi đã chịu tới bây giờ không? Và khi nói đúng tên của anh ta, nói đúng sự thật, anh ta mới giật mình. Thì giật mình để làm gì? Thấy được cái sự vô thường, thấy được cái vấn đề khổ đau, và thấy được mình chẳng phải là cái gì hết. Và Đức Phật nói rằng một phần 16 cái là người mà hiểu được vô thường, khổ não và vô ngã, tức là người đó đã thấy được tứ diệu đế, khổ, nguyên nhân của khổ, con đường sự an lạc và con đường thực hành để dứt khổ. Thì cái mục đích câu Phật ngôn 70 nói lên cái vấn đề nhân nào thì quả nấy, nhưng mà đừng có sống bằng hình thức để rồi bên trong rỗng tuếch. Anh này là cũng vậy, ăn xương hút gió cung khỉ hả, ăn phẫn nhưng mà hù người ta, làm cho người ta coi như kính trọng mình. Thì đây không phải là pháp hữu vi mà không phải là sự thật. Cho nên xin pháp nguồn hiểu câu Phật ngôn 70, tức là phải hiểu vô thường là gì, khổ não là gì, vô ngã là gì. Đó là pháp hữu vi, mà thấy được thực tướng của nó, chứ không phải là mình thấy sự thay đổi một cách thông thường như thế này, mà thấy bằng pháp nhãn, chứ không phải thấy bằng cái nhục nhãn của mình. Rồi, sa thú, bây giờ mời Sĩ Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Tuệ Đức, kính lễ quý chư Tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, trong cái phẩm ngu, ba lá quắc giá, thì ngoài những câu nào cũng hay, nhưng mà con ưng ý nhất là câu 61. Cha rằng chề nà thi gách chày giá sấy dằn sa đi sa nắp ta nồ a ca cha ri dằn đàm hằng ca di ra nắp thi bà lề sa hà giá tà. Cha rằng chề nà thi gách chày giá sấy dằn sa đi sa nắp ta nồ a ca cha ri dằn đàm hằng ca di ra nắp thi bà lề sa hà giá tà. Cha gan che na thi gan chay ya say yang sa di samam ta no e ka cha ri yang dan hang cha yi ra na thi ba le sa ha ya ta. Cha gan che na thi gan chay ya say samam ta no e ka cha ri yang dan hang cha yi ra Nati bale sahayata. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Câu 61 này thì cái câu chuyện về người đệ tử đồng trú cùng trưởng lão Maha Kassapa. Câu pháp thoại này thì được bậc đạo sư truyền thuyết khi ngài ngự tại Chư Tá Quá Ná gần kinh thành Sawatthi, đề cập đến người đệ tử đồng trú của trưởng lão Maha Kassapa. Thì thời pháp này sanh khởi từ Raja Gaha, ngài trưởng lão trú tại một hang động gần kinh hạch thành Raja Gaha, và với sự chăm sóc của hai người đệ tử đồng trú, thì một trong những vị này là luôn luôn làm khi cái vị sư huynh mà làm điều gì á, thì cái vị sư đệ này sẽ làm theo. Và luôn luôn là khi mà
vị sư huynh mình làm mà tốt hơn thì luôn nảy sinh cái sự ganh tị. Và cái vị trưởng lão thì suy nghĩ cho rằng người học trò trẻ tuổi này nó là khi thấy vị sư huynh mình nấu nước cho cái thầy thì cũng dành cái công của cái vị sư huynh của mình, đến khi mà gặp cái những điều mà bất tội nguyện, như là giống như là một cái khi mà nước mà chưa có thì cái vị sư đệ cảm thấy là không có hài lòng. Thì thì đến ngài trưởng lão thì khi đến một gia đình mà luôn luôn cúng dường đến cái nhà vị trưởng lão thì cái vị học trò này không muốn là cái gia đình đó phải phục dịch mình giống như cái vị trưởng lão vậy. Thì khi vị trưởng lão biết được điều đó thì nhủ thầm, ngày hôm trước chỉ vì một chút ít nước mà ngài đã cho rằng ta là kẻ nói dối, hôm nay thì với lý do là những cái món vật thực mà chỉ món vật thực nhỏ bằng nắm tay tại gia tộc hộ độ của mình thì lại nói với ta rằng họ dùng những loại thức ăn sau khi gợi ý là điều không thích hợp. Thì cái vị này không hiểu cái sự dạy dỗ của cái vị trưởng lão mà đem cái lòng đố kỵ, cái lòng sân hận, phẫn nộ, và nảy ra cái ý nghĩ là phải thiêu đốt cái ẩn thất của vị này và bỏ trốn. Thì tiền sanh của cái vị đệ tử này không những mà là đốt thất của cái vị trưởng lão này ở thời hiện tại này, mà trong cái thời quá khứ thì cái vị này cũng đã đốt cái thất của vị trưởng lão là như thế ấy. Và vì vậy cho nên khi chú chim sinh giá lá, sau khi thấy con khỉ đã nói lên lời kệ rằng đệ tử trẻ này trước thời xa xưa, thời quá khứ thì cũng là một con khỉ của triều đại đức vua Pramadatta ở kinh thành Varanasi. Thì con chim tên là Singala thì thấy cái con khỉ này là không tốt thì đã nói lên lời kệ rằng Manusasse wa te si sang hát thapa da cha wa nara atha ke nanu wan ne na aga rằng te nát dít cha tì tí. Như loài người bạn cũng có cái đầu, cả chân tay bạn cũng vậy khỉ ơi, nhưng tại sao với khả năng như vậy chỗ nương thân bạn cũng chẳng kiếm tìm. Và nghe như vậy thì cái con khỉ này thì mới nói là cũng khảo kế hoạch bằng trí tuệ mà không có trí tuệ, nên cũng muốn nói cho chim Sangala về chuyện này, đang nói lên bài kệ Manusas Se wa me si sang hát tha ba da cha sin di la ya hu tha manus se su sa me tành nhà nắng cha tì tí. Như loài người tôi cũng có cái đầu, cả tay chân này bạn sinh giá lá, ai đã nói loài người cao cả nhất, còn riêng tôi trí tuệ chẳng hiện bày. Và như vậy là tôi thấy là những kẻ ngu là nghĩ rằng là mình rất là giỏi và muốn cho mọi người biết là mình giỏi, nhưng mà chính vì muốn cho mọi người biết cái giỏi của mình mà coi như vô tình đã hiện bày cho mọi người biết rằng là mình không có giỏi, là mình không có cái não mình rỗng tuếch. Và cũng qua cái câu chuyện và cái bài kệ này, câu 61 này, thì trong thời hiện tại này thì con rút ra một kinh nghiệm như vậy. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà cứ sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Vì khi ta có được một người bạn đồng hành tốt, giống như trong con đường tu tập, chúng ta có được một người bạn thiện trí thức thì sẽ giúp ích chúng ta rất là nhiều trong vấn đề tu tập. Vì giống như trong cuộc sống cũng như trong cái sự tu tập cũng vậy, có khi chúng ta rất là tinh tấn và cũng có khi chúng ta sẽ thối lui. Và khi chúng ta có một người bạn đồng hành thiện trí thức sắp tấn chúng ta, thúc đẩy chúng ta và có những lời khuyên chân thật, thì chúng ta sẽ vững vàng hơn khi mà tiến bước trên con đường tu tập.
và cũng như trong cuộc sống xã hội, khi bạn cũng có những người bạn tốt thì cái tấm tốt của người bạn này sẽ ảnh hưởng đến với bạn. Thì người bạn mình làm được những việc tốt thì vô hình chung thì ta cũng sẽ theo cái con đường đó, chúng ta sẽ cũng học hỏi được nơi bạn những cái đức tính tốt của bạn, những hành động tốt của bạn. Và cũng như ta đã học giáo lý là khi có con đường, khi có một mảnh đất màu mỡ phát triển những cái thiện pháp thì những quả thiện, những quả tốt sẽ đến với chúng ta. Còn nếu chúng ta trên cái con đường hoặc là trên đường đạo, trên đường đời mà gặp những người bạn xấu thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cái từ trường, cái con người của người bạn mà chúng ta đã thường xuyên tiếp xúc trên con đường thiện pháp. Thì giả sử như là người bạn đó làm những điều bất thiện không có tốt thì chúng ta cũng sẽ giống như là nó vô hình chúng ta sẽ đi theo cái con đường đó. Và khi mà mảnh đất màu mỡ và những cái bất thiện có cơ hội nảy nở thì những cái quả bất thiện cũng sẽ trổ quả cho chúng ta. Và khi chúng ta làm những điều xấu thì dĩ nhiên là trong hiện tại thì chúng ta biết là khi ta làm những cái việc bất thiện thì trong tương lai thì chúng ta sẽ gặp được những cái quả xấu chứ không được tốt. Vì thế một người bạn rất là quan trọng trong cái con đường tu tập cũng như cái con đường đời của chúng ta. Và vì vậy là khi không tìm được bạn đường thì chẳng thà chúng ta sẽ sống độc lập, tự an trú vào mình, về chính mình, tốt hơn là sống với những kẻ ngu. Và vì vậy bây giờ chúng ta cũng nên tập, nếu mà khi ta không có đủ cái thiện duyên để gặp những người bạn tốt thì chúng ta cũng thể nương tựa vào chính bản thân mình mà không phải là nương tựa vào ai hết. Thà quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Và vì chúng ta vững vàng khi mà tự sống một mình thì chúng ta sẽ không có dính mắc vào những người bạn không có tốt, sẽ không giúp ích gì chúng ta trên đường đạo cũng như trên đường đời. Dạ thì con có những cái nhận xét, những cái kinh nghiệm rút ra từ cái câu 161 này. Dạ con kính tri ân sư trí đức, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp. Sà thủ xin cầu mai rất là chi tiết qua câu Phật ngôn 611. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, dây mơ rễ má, cái duyên và cái nợ chúng ta đã tạo để rồi bây giờ nó sẽ tốt hoặc là xấu. Ngài Kassapa, một cái vị đệ nhất đầu đà ha, một cái vị mà có thể ngồi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Quyền Liên, Ngài Kiều Trần Như, thì Ngài Kassapa này cũng là một cái vị đại đệ tử của Đức Phật mà đệ nhất về cái hạt nụ đà. Thì trong số hai đệ tử tốt và xấu thì trong cái sự ganh tị với nhau để rồi coi như giận hờn thầy, nói rằng thầy thiên vị, cho nên đã có những hành động đập phá am cốc rồi đốt luôn cả cái cốc của Ngài Kassapa luôn. Một hành động mà một người đệ tử như vậy thì chứng tỏ đó là một ba la quốc gã hạ, kẻ ngu. Thầy của mình dầu sao nữa phải tôn sư trọng đạo, đây ganh tị với người bạn mà lại coi thường ông thầy, làm ông thầy phải mất trú xứ ha, cho nên phải đọa vào khổ cảnh. Thì chúng ta thấy rằng imasmin sati đằng hồ tị imasubada đằng upachati, tức là khi cái này đang hiện hữu thì cái nọ hiện hữu, do sự sanh lên của cái này thì cái nọ được sanh lên, tức là luôn luôn có qua có lại. Thì bây giờ có qua có lại như vậy thì mình thấy là thiện pháp thì mình thực hành, ác pháp thì mình không chơi. Cho nên không làm bạn với kẻ ngu, tức là chúng ta khước từ đi những ác pháp
và thà chúng ta sống một mình đi, nhưng mà chúng ta bổ túc ba la mật, bổ túc thiện pháp thì sống một mình nó tốt hơn. Rồi Sa Tu Sĩ Cần Mời làm sáng tỏ câu Phật ngôn 61 ha. Rồi bây giờ mời vị khác tiếp tục chứ, còn sớm mà, thời gian còn nhiều mà. Rồi bây giờ tới vị nào 15 câu luôn thì bây giờ muốn chọn câu nào, câu nào cảm thấy rằng hấp dẫn, câu nào cảm thấy rằng tâm đắc, câu nào cảm thấy thích thì cứ tự nhiên. Alo, ai nữa đây? Sao hôm nay sao Sĩ Nhật Quỳnh hả? Ô Sa Thủ, ô Sĩ Kim nữa, trời ơi hay quá. Rồi xin mời hai vị của Sĩ Nhật Quỳnh nhường nè. Rồi mời Sĩ Kim. Con xin chào sư đức, các sư, các cô tu nữ, giáo vị Phật tử. Sư thì sáng mơ giờ con đi ngoài đường, con đang con công chuyện ngoài đường, con mới về nhà thôi. Con nghe sư nói không có ai hết, thôi con lên con nói đại đi. Đáng lẽ con thích nhất là cái câu mà nãy cô Hồng Mai nói đó, nhưng mà thôi chứ con lựa câu khác. Cái câu là câu này câu gì trời ơi, câu 66. Đây con tìm ra nó 66. Đây. Ồ, quý vị nghe tôi rõ không quý vị? Nghe âm thanh rõ liên tục không? Rồi nghe rõ chưa? Nghe rõ hơn được không? Tại để cái máy xa đó. Bây giờ nghe rõ rồi hả? Hơi nhỏ hả? Còn nhỏ nữa không? Không muốn nói bự lên nữa. Để con coi cái câu này đâu rồi. Dạ. Yeah. Tín hiệu đi, nghe rõ không? Nghe rõ hơn, lớn hơn. Con đi mới về, hôm qua con đi lên chùa gặp một đống người luôn. Để về con có một chuyện không tốt. Con phải làm công chuyện đi sáng mơ tới giờ mới về nhà. Thôi, mắt con mờ. Con sẽ xin câu pháp cú 66 đó, con nói câu kinh pháp cú 66. Cảm ơn ơi, quý vị đã cho biết nghe rõ rõ rồi tốt. Dạ. Yeah. Để con đọc rồi con kệ rồi con mới nói câu chuyện này. Cha rành ti bà là đùm mê tha amit đề nề quá ác ta nà ca rần ta bà bác khăn khăm măng dần hồ ti khá tu khắp phá lăng. Cha rành ti bà là đùm mê tha amit đề nề quá ác ta nà ca rần ta bà bác khăn khăm măng dần hồ ti khá tu khắp phá lăng. Chà răng ti ba la đùm mê tha a bích tê nê wa ta na ka rong ta pa pa khăn khăm măng dặn hồ ti ka tu ka pa lăng. Người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Câu chuyện này tóm tắt lại nói về Đức Bổn Sư Đức Phật thiết ra khi ngài ngự tại chùa Veluvana là Trúc Lâm á, Velu là Trúc Lâm Tự không sư? Dạ, cái cây tre đó Trúc Lâm Tự đề cập đến ông trong đây á, dịch là ngài thiện giác mà bị cùi, có hai thiện giác Súc Đá Phú Thác Suppaputha trong kinh Udana thì ông thiện giác kia là cha vợ của ngài Bồ Tát Gotama đó. Câu chuyện này ông này là ông bị cùi, ông ngồi nghe pháp á, ông thuyết thì đắc sơ quả tức là tu đà hoàng, ha tu đà hoàng đó, đó như vậy đó. Thì ông muốn bạch rõ sự chứng minh này của mình đối với Đức Phật, thì cái ông Thiên Vương Đế Thích đó, biết rằng cái ông này có ý định bạch cái sự thành đạt của mình đến Đức Phật.
ông thiên vương này, tức ông thiên vương đế thích này, Thích Cá này mới định thử thách ông Tú Bá Phúc Thá, liền hiện ra đứng trên hư không cho ông này thấy và nói rằng: này ông Xúc Bá Phúc Thá, ngươi là kẻ bằng cùng, là kẻ khốn khổ, ta sẽ ban cho ngươi một kho tàng vô biên rộng vô lượng. Nếu ngươi chịu nói Phật không phải là Phật, Pháp không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng, ta hết quy y Phật, ta hết quy Pháp, ta hết quy Tăng. Nghe vậy, ông Xu Bá Phú Thá mới hỏi là: ông là ai? Ông: ta là Đế Thích. Người già nói gì đấy? Thì ông Xu Bá Phú Thá này mới trả lời gì à? Này hỏi ông mù quáng ngu si kia, không biết xấu hổ là gì. Những lời ông thốt ra với tôi đó nghe không hợp lý chút nào. Ông cho rằng tôi là kẻ khốn khó, kẻ bằng cùng, kẻ hạnh phúc. Tôi không hề chịu cảnh khốn khó. Để con chạy con chút, con tắt cái phone đó. Con xin sorry, xin sám hối. Dạ, tới đâu rồi? Thì... ông nói vậy, ta đã đạt đến cảnh ăn vui rồi, tức là vô dòng thánh đạo rồi, không có gì mà quý giá bằng cái này hết. Ta có đủ thứ bảy báu vật, đó là chính giới, tàm, quý, văn, thí tuệ. À, bảy thứ tài sản mà ta kể trên đây á, cho ai mà có đủ đầy đủ đó, giàu nam hay nữ, người này chẳng nên lấy tiếng vô sản về trên đời này, chẳng phải hư hèn rỗng không. Ta có đủ đầy đủ cái này. Ông vô trời đấy thích nghe vậy, biến mất thành thiên liền. Cái trời lấn chỗ ngự của Đức Phật mà thực hết những lời biện giải của cái ông Xúc Bá Phú Thá này. Thì Đức Phật mới nói rằng: này đấy thích, giàu cho 100 hay 1000 người như ông á, cũng không thể nào bảo ông Xúc Bá Phú Thá phủ nhận Phật Pháp Tâm hết. Phật Pháp Tăng. Thì theo câu chuyện này á, thì Đức Phật có nói rằng đối với con, thì Đức Phật mới đọc ra cái câu kệ này: cha rằng tí bà, cha rằng tí bà là đùm mê tha amit tê nê quá ác ta nà ca rồng ta pa pa khăn khăm măng dặn hồ tí khá tí khắp pha lăng. Thì Đức Phật trong câu này á, thì sự hiểu biết của con, thì Đức Phật nói những người mà ngu si thiếu trí á, thì thường thường lấy họ cho cái tự ngã của nó trở thành kẻ thù của họ, giết chết họ. Tại vì cái tự ngã này cũng rất quan trọng. Cái tôi, cái ta của mình đó, đó là nếu mà diệt được cái này, thì trong muốn diệt, muốn vô sơ đạo và sơ quả đó, thì trước hết phải diệt thân kiến hoài nghi với cánh thủ. Thì thân kiến là quan trọng nhất, tức là cái tự ngã đó. Mà ông này, ổng diệt được, ổng vô gần thánh rồi, thì cái tự ngã này rất dễ sợ. Con thấy những người mà cái tự ngã họ càng, cái tôi cái ta của họ càng cao á, thì cái sự học thâu thập Phật Pháp của họ rất khó. Khi mà họ nghe những người hiểu biết Phật Pháp á, nói lại á, họ không hiểu á, thì cái họ sinh ra cái tâm họ sân hận và ganh ghét. Thì con thấy những người mà họ không có hiểu Phật thì con hay tránh xa lắm, nói nhiều không có giúp được gì cho họ hết, mà trở lại mà trái lại họ còn nổi sân với mình nữa, và nhiều khi họ thù ghét, họ phá mình. Thì giống như cái câu 61 hồi nãy đó, như cô Hồng Mai nói đó, rất nguy hiểm. Những người đó con tránh xa, thì con không muốn dính với họ đó, mình nó không có lợi cho mình, mà cũng không có lợi họ, không có lợi cho mình. Họ có lòng căm thét, họ sân hận với mình, họ đợi việc mà họ trả thù, họ báo thù. Thì trong cái này cũng vậy, họ làm những chuyện mà mình không tưởng tượng nổi, thì họ làm hại mình, mà chính họ làm hại cho họ nữa. Họ tạo cái nghiệp bất thiện mà nghiệp ác. Đôi khi họ làm, họ không biết suy nghĩ, họ dính với các vị thánh, vị A-la-hán, họ đọa xuống vị địa ngục, thiệt là khổ sở lâu dài trong đó. Thành ra đối với những người mà không, con thấy họ không có hiểu Pháp nhiều á, con không có thảo luận Pháp với họ, con cũng không nói chuyện họ. Thứ nhất, mắc thì giờ. Thứ hai, không giúp ích gì họ hết.
họ chỉ muốn nghe những gì mà họ muốn nghe, tức là theo ý của họ, họ cứ khen họ, khen tặng họ, theo chiều theo ý nghĩ của họ, cho dù đó là sai, chứ họ không có thích nghe những điều nên nghe, những điều phải nghe, cho dù những điều đó rất căn bản, họ không thích đó. Thành ra rất là nguy hiểm, con không thích chơi với mấy người mà có những nhiều tà kiến, nó rất phiền. Những người đó nói là con cứ từ từ thôi, chạy mất tiêu à. vô lại, đây. Thì trong cái câu chuyện này cũng vậy. Chính vì cái sự ngu si của thiếu trí, tại vì họ không thiếu trí mà họ cái tự ngã, tự tôn của họ quá lớn, đã biến thành đó là một sự nguy hiểm, là một kẻ thù cho chính họ. Họ làm những cái việc không thiện. Nhưng trong câu chuyện này thì ông này trong quá khứ đó, thì những người này là bốn vị công tử mà dắt theo 1000 kỹ nữ để đi chơi trong hoa viên. Họ vui thú nhau chọn nhà mà còn không muốn trả tiền, mà còn muốn giết cái cô này nữa, mà muốn lấy vàng bạc của cổ đeo trên người nữa. Thiệt là con người ti tiện và độc ác. Thành ra cái cô này cổ chết rồi, cổ trước khi cổ chết cổ nguyện cổ báo thù. Thành ra ông Sư Pháp Vũ Thái này là một trong bốn người bị cái con bò cái hút chết đó. Thì trong sách tôi ghi đó là ngày Phật Di Ba Thí Giá, ngày Phúc Phú Sa Tí, ngày Tâm Đá Ba Thí Thá, đại khái vậy. Thì chính vì những việc mà bất thiện mà họ làm, họ lúc họ không suy nghĩ, họ chỉ nghĩ rằng có lợi lộc cho họ, chứ cái đã họ không hề biết cái sự đau khổ thiệt hại cho người khác, nên cái quả báo của họ bị như vậy. Nhưng mà cái này nó cũng đỡ hơn những người ngu, như là đốt chỗ nơi ở rồi đập bình bát của các vị A-la-hán. Trời ơi, còn thấy nghe nói là con ớn, mấy người thường con cũng dám làm thôi. Nó con ghét người đó, con thích người đó, con nói là làm sai con bỏ đi thôi, chứ ít khi nào con có ý nghĩ mà làm gì đập họ, báo thù họ. Thường ghê quá, nghe kể lại rồi con thấy con sợ. Nhưng mà nếu mà người đụng chạm tới con thì con sẽ thưa ra tò hay làm cái gì mà cần thiết thôi, chứ con không có dám báo thù hay cái gì. Mà trước khi con thưa thì con cũng phải gửi giấy tờ cho nó biết, chụp hình ảnh cho nó biết những gì mà sai trái nó làm như vậy để cho nó biết, rồi mình mới đi thưa nó, chứ không phải định cái là đi thưa. Chứ không có chữ qua chữ lại hay nói những gì thấy ghê lắm. Thì trong cái câu này cũng vậy đó, chính vì họ thiếu cái sự hiểu biết Phật pháp, họ không biết dừng lại cái tham sân si của họ và giảm bớt đi cái tự ngã, cái tôi cái ta của họ. Họ nói, họ làm, họ suy nghĩ những điều bất thiện, nhiều khi từ nhỏ đến lớn, từ việc nhỏ đến việc lớn mà họ không biết được. Thì đó là cái gọi là sự tất cả chúng ta, còn nói thiệt, tất cả chúng ta trừ các vị A-la-hán thôi, ai cũng còn cái sự si mê hết, tại vì vẫn chưa là vị A-la-hán, tức là cái Phật sinh chân giác, thì ai cũng còn cái ngu si hết, vẫn còn cái tham, mặc dù cái tâm tham ly tà, nhưng vẫn còn ngu si, và vẫn còn nhiều cái si mê, vẫn còn có những cái chưa có hiểu biết thông suốt lắm. Thành ra cũng không chắc, nhưng mà nếu mình học Phật pháp, hồi đó mình ngu một đống, thì mình ngu bớt một chút, từ ngày chút chút vậy, chứ không phải ngu, không phải hết ngu, tức là bớt ngu hơn lúc trước. Con nghĩ giống vậy. Thành ra cũng phải đọc những câu này để nhìn thấy những sự việc trong quá khứ đã xảy ra như vậy, để mà lấy làm một bài học. Khi mà mình nghĩ, mình nói hay mình làm một việc gì á mà có thể tổn hại nhiều đến một người khác, cho dù một cái ý nghĩ gì nói đó, nếu mà không có ý tốt là để nói cái đó để mà xây dựng, mà nói cái đó để mình nhét nhắc người ta để mà mất cái nghĩa kia đó, thì cũng không nên làm. Tại vì cái nào nó cũng tạo ra nghiệp hết. Thành ra những câu về mười mấy 15 câu của Phẩm Ngu mà Đức Phật nói trong đây, Đức Phật đã nói trong đây mà các vị trưởng lão đã gom lại thành cái Phẩm Ngu đó, thì cái nào con cũng học về suy nghĩ đó, thì lúc nào con cũng phải thu thúc cái lục căn của con. Cái tấm con hay giỡn hay cười cười, những gì cũng cười cũng nói vậy đó, nhưng mà con nói đến cái giới hạn nào thôi, chứ con không có đụng chạm đến cái tự ái cái gì của người ta nhiều lắm. Con rất giới hạn về cái đó.
Mẹ có chọc tập sư là chọc nhiều nhất đó. Mẹ con cũng sám hối nhưng mà cái đó thì sư cũng không có la nhiều lắm. Thì sư cũng cười cười. Thì con khi mà con thấy lúc chống bánh như vậy, con cũng chọc sư là nghe điếc lỗ tai chẳng hạn như vậy. Con biết thế nào sư cũng lầm bầm, nói sầm bầm cho vui vậy thôi. Chứ sư biết con đâu có chê gì đâu. Tức là cái máy của sư rất là tốt mà nghe tới muốn điếc lỗ tai luôn vậy là tốt rồi. Thì đại khái như vậy. Thì những cái phẩm ngu hay những cái việc mà người bất thiện, người ác đó, ba băng, người ba lá đó, nhìn cái đó, mình thấy cái đó, mình học cái đó, mình sợ. Mình thấy đừng những cái việc mà nhỏ nhỏ, đừng có nên tưởng bỡ. Nó sẽ quay ngược cho mình trong hiện tại hay trong một cái duyên kiếp nào trong tương lai. Nếu mà đủ nhân duyên thì rất nguy hiểm, mà nên tới rồi thì phải chấp nhận để nó hiểu biết rằng đó là cái quả mà ta thấy chịu ngày hôm nay do những cái nhân bất thiện ở trong quá khứ ta làm. Đừng có nói như nghĩ tại thì bại hết trơn, nó tới là nó tới thôi, không có gì đó nói tới nó lui, biện hộ này kia gì hết trơn. Thì con thấy vậy, thì trong câu này cũng vậy. Thì những đó là người ngu khi thiếu trí tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay là như vậy đó. Nó thành ra Đức Phật nói những câu mà kinh pháp cú Đức Phật nói, con nói thiệt với sư, hồi lúc trước mười mấy năm đôi khi con có đọc những câu kinh pháp cú mà con thấy trên báo hay gì đó, thì con thấy sao mà đơn giản đó. Rồi con đọc đó là Đức Phật thiết câu này, những người này nghe vô đường thánh đạo, thánh đạo kia nói trời ơi trời, có không trời, sao mà dễ vô cái gì trời. Nhưng khi mà con học vi diệu pháp rồi con học sâu xa vô về cái văn phạm của tiếng Pali, học tiếng Pali, thì con có những từng chữ mà kinh pháp cú này nè, mỗi một chữ nó cô động rất là nhiều, những một chữ nó bành ra nó rất nhiều nghĩa, nhiều nghĩa lắm, nó sâu xa dễ sợ lắm, muốn hiểu bao nhiêu thì nó ra bấy nhiêu đó. Thì con mới thấy là lời của Đức Phật dạy là nó quý giá như thế nào. Cái điều mà cái người Phật tử, cái người mà nghe đó, cái trình độ có hiểu như thế nào thế nào thì cũng tùy theo cái ba la mật của họ. Thì đối với con cách đây mười mấy năm không biết Phật pháp, còn luôn cô đang nói ai nói gì ngồi cười cười đó, thì con bắt đầu vô học Phật pháp thì con dĩ khác. Rồi từng năm con cũng có nghe cái câu đó lại rồi con hiểu khác. Và bây giờ con nhìn một cái câu á, là từng chữ là con thấy nó khủng khiếp lắm. Nó cô động trong đó rất nhiều vấn đề mà Đức Phật nó nói. Vì pháp không có ba bảy phẩm trợ đạo cũng trong đó thôi. Tức cái đó trong đó thôi. Mà muốn hiểu tới đâu thì hiểu tới đó. Thì con thấy những kinh, cho dù cái bài kinh pháp cú đơn giản hay trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ương bộ kinh nữa đó. Năm cái bộ kinh đó của Đức Phật vậy, không có cái nào mà không có chữ nào mà tầm thường hết trơn. Nó quay dần trong cái giáo pháp của ngài trong đó. Thì con nói cái câu này để con biết rằng cái việc làm bất thiện của chúng ta cũng như việc thiện của ta phát ra từ ba cửa thân lời ý, phải lúc nào cũng phải kiểm soát ba cái cửa đó của ta hết, để mà biết rằng để kiểm soát nó bớt. Nếu nó đi quá đà hay gì phải ngăn chặn nó bớt. Nếu mà không cần thiết thì không có nên làm. Thì ý con muốn chia sẻ cái sự hiểu biết của con của câu kinh 66 này là như vậy đó. Bữa nay con nói hơi dài á. Thì con muốn chia sẻ như vậy thôi. Trước hết là cái phẩm ngu này để nói những cái điều mà chúng ta ngu, chúng ta biết chúng ta ngu thì chúng ta còn có đường sửa được. Còn nếu mà chúng ta ngu mà chúng ta không biết mình ngu mà tưởng những điều mình nói là đúng thì là trời ơi, có là ngu thầy chạy luôn, ngu bó toàn thân luôn đó. Đó là ngu dành hết, ngu không trừ chạy ngu hết trơn hết trời, ngu dành hết. Thì đại khái như vậy. Và từ những bài học này con thấy là phải mình học từ kinh nghiệm đó, những bài học đó mà nên đừng có nên làm những việc ác, cho dù việc đó chút xíu thôi, ác thôi, thì mình cũng nhận quả. Còn nếu mà trong trường hợp bắt buộc phải so sánh, phải là suy nghĩ để tìm một cái việc, cái vấn đề mà mình phải giải quyết đó, trong cái việc mà ít bị thiệt hại nhất thì nên làm.
đừng có nên làm lung tung theo ý của mình thì rất là nguy hiểm. Dạ con xong câu này á, con xin nhận máy lại cho người khác. Nếu có gì sơ xuất, xin thư và quý vị Phật tử trong đạo tràng chỉnh sửa cho con được biết. Và con xin trả máy và xin chúc sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng được một ngày an vui. Sa thủ, sa thủ sĩ Kiệm. Hơi dông dài đi vào chi tiết nhưng mà cũng làm sáng tỏ ý nghĩa của câu Phật ngôn 616. Câu Phật ngôn 616 Thích Kim đề cập đến ông Bà La Môn Cùi Suppaputta, và cũng có đề cập đến một cái người tên là Suppaputta, đó là vua thiện giác ha. Thì bây giờ trong hai cái người này, Sĩ Kim đã nói về ông thiện giác mà bị cùi. Bây giờ chúng ta lấy ông vua thiện giác ra, cũng là Suppaputta, áp dụng vào câu Phật ngôn này để nói lên cái ý nghĩa người ngu si thiểu trí, chứ không phải là thiếu nha. Thiếu trí là khác, còn ở đây người ngu si thiểu trí, tức là cái trí cũng có chứ không phải không, là trí ít á, gọi là thiểu trí chứ không phải là thiếu trí nha. Người ngu si thiểu trí bởi vì sao? Tự ngã thành kẻ thù. Hai câu này nó bổ sung nhau ha. Đưa cái tự ngã của mình lên vì vấn đề vô minh, vì ngu si nó chi phối, và cho rằng mình là một bậc trưởng thượng, mình là một vị đại đế, mình là một cái người mà cha vợ của thái tử Siddhartha, mà bây giờ bỏ đi tu để cho con gái của mình cô đơn lẻ bóng. Cho nên ông vua thiện giác này với cái sự suy nghĩ như vậy, thiểu trí như vậy, cho nên ông ta mới coi như khi mà Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực á, thì cái hành động của Đức Phật rất là tuyệt vời. Nhất bác thiên gia phạn, cố thân vạn lý du, kỳ vi sinh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Ngài đi như vậy, tức là một chén cơm ngàn nhà, cô đơn vạn dặm xa, vì vấn đề sống chết, giáo hóa cõi ta bà. Ngài đi để tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Nhưng mà ông vua thiện giác này, Suppaputta này, có một cái thành kiến không tốt đối với Đức Phật. Khi thấy Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực vậy thì ông ta làm một cái bàn nhậu ha, một cái bàn nhậu để ngay giữa đường ngồi nhậu nhạt, cản không cho Đức Phật đi qua con đường đó. Đó là một cái việc làm không tốt đẹp, làm các nghiệp không thiện. Người ta đi khất thực nên tại sao cản? Bởi vì ghét, bởi vì thành kiến, và không cho đi thì thôi. Đức Phật cười đi trở về. Nhưng mà ông này ông mới biết rằng cái hành động của mình như vậy mà tại sao mà còn cười bỏ đi cho người hầu theo, để coi Phật cười lý do gì mà tại sao mà coi như mình cản cái là coi như không đi tiếp nữa, là quay đầu lại. Thì khi cho người đi theo thì Đức Phật mới nói với Ngài Ananda, khi mà Ngài Ananda thắc mắc tại sao Đức Phật cười, thì Đức Phật nói tại vua Suppaputta là một cái nghiệp không lành, là dám cản một cái vị toàn giác như Lai, thì cái quả nó sẽ trả trong vòng 7 ngày tới, tức là bị đắp luôn. Thì ông vua Suppaputta nghe quảng hồn ha, về nó úp mình ở dưới đất thì đắp luôn, bây giờ lên túc một lầu cao thì làm sao mà đắp luôn được. Rồi ông lên túc một lầu 7, rồi mỗi cái cửa nào
cho hai đứa lực sĩ đứng đó. Khi nào mà ta đi ra ngoài thì cứ, các ngươi cứ đẩy ra vô, đừng cho đi ra khỏi cửa. Từ cái lầu 1, lầu 2 tới lầu 7, tức là 14 vệ sĩ đứng canh cửa trong vòng 7 ngày. Và tới ngày thứ 7 thì ta sẽ cười trên mặt của Đức Phật, bởi vì coi như tiên đoán chặt lắc, ở lâu sau bị đất rút nữa. Nhưng mà rồi đến cái ngày thứ 7, một con ngựa mà coi như một con tuấn mã, mà con ngựa này là con ngựa giỏi, mà khi một con ngựa nó trở chứng, thật sự khi mà con ngựa này thì chỉ có hai người đã coi như là điều khiển được nó, đó là Vua Thiện Giác và Thái tử Siddhartha. Nhưng mà bây giờ Thái tử đã đi tu thành Phật rồi, còn con mình ông vua Subhaputta là điều khiển được con ngựa. Mà cái ngày thứ 7 là cái ngày con ngựa này nó trở chứng, nó đá, nó đạp, nó la, nó hét, nó làm y xèo. Và ở dưới thì lính rồi những cái người mã phu cũng không thể điều khiển được con ngựa, nó quậy rầm 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 rầm. Thì ông vua Thiện Giác ở trên lầu nghe la hét y xèo dưới, không ai trị được con ngựa. Và thế là ông ta quên đi hôm nay là ngày thứ 7 và phải xuống để trị con ngựa, chứ nó quậy quá, nó đá, nó đạp người ta. Thì ông ta thay vì ra lệnh cho mấy thằng vệ sĩ đó, hễ mà ta ra cửa thì các ngươi cứ đẩy ta vô, ta vô. Nhưng mà ngược lại, cái ác nghiệp đã tới rồi. Anh ta, ông vua Thiện Giác này vừa bước chân tới cửa thì mấy vệ sĩ nó là đẩy ông ta xuống cầu thang. Từ cầu thang thứ 7 xuống thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ 2, thứ 1. Vệ sĩ cứ đẩy ông ta xuống không à, chứ không có đẩy vô trong cái phòng. Và khi ông ta xuống, đẩy xuống và cái chân vừa chạm đất là thế là bị đất rút. Đó, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cái. Như vậy thì Sĩ Kiên thấy rằng Subhaputta, ông thiền nam cùi á, và Subhaputta, ông vua Thiện Giác, trong cái câu chuyện này nó có một cái sự trùng khớp. Người ngu si thiểu trí tự ngã thành kẻ thù, đưa mình lên cao quá, cho mình là coi như là cha vợ nè, mình là hoàng đế nè, cho nên làm những cái nghiệp mà không tốt đẹp, không thiện phải chịu quả đắng cay. Mà nghiệp không thiện đó dám cản một vị Phật, quý vị thấy, dám cản một vị Phật, và một trong năm người bị đắc rút, trong đó có Subhaputta. Rồi như vậy thì qua câu chuyện của Sĩ Kim nói về ông Bà La Môn cùi chứng đắc sơ quả, và Đức Vua Trời muốn thử ông ta, nhưng mà ông nói rằng cái quả vị Tu Đà Hoàn cao hơn cái quả vị của Vua Trời Đệ Thích hoặc là Chuyển Luân Thanh Vương, thì ông đừng có hù, đừng có dọa, đừng có tấn bốc tôi. Tôi sẽ hết bệnh cùi, tôi sẽ được giàu có. Thì cái giàu có hết bệnh đó không bằng cái quả vị của một cái vị thánh. Rồi xa thủ Sĩ Kiềm, hôm nay chi tiết nói nhiều một con cười nữa chứ, tức là hoan hỷ. Và thấy rằng Sĩ Kiềm cũng đã diễn tả rất là chi tiết ha, câu Phật ngôn 66. Bây giờ tiếp tục, vị nào giơ tay lên. Hôm nay chúng ta ôn lại 15 câu Phật ngôn. Vậy thì mặc sức mà lựa, thấy câu nào mình thấy thích hợp, tâm đắc, xin mời bàn tay của quý vị đi.
Alo, Siết Meta chia sẻ cũng rất là hay nè ha. Rồi Siết Hồng Mai, rồi Siết Kim, rồi bây giờ còn ai nữa? Đưa tay lên, chứ ai đưa cái như vậy. Rồi mời Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thật ra thì lúc đầu giờ con đi rước mấy đứa nhỏ thì con có nghe trong cái Facebook đó, thì con nghe cái phần đầu cô Meta của chia sẻ cũng rất là hay. Mà cái câu đó con cũng rất là thích, chắc là tại cái câu đó nó có cái dịch ra là con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu tài sản đâu. Dạ, thì cái câu để con đọc lại cái câu này. Dạ, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Bút ta mắt thi tha nằm mắt thi y ti bà lô quý hành nhá tí ác ta hi attano natthi kuto butta kuto tha năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu tài sản đâu. Thì cái câu này thì rất là hay, mà sư cũng đã giảng cái duyên sự rồi lúc nãy cô Meta cũng có kể lại rất là nhiều chi tiết rất là hay. Con thì con không có rành về chi pháp, nhưng mà con cũng nghe sư giảng hôm trước đó, thì con cái câu này con thấy nó thích, là nó giống như mấy cái mẫu truyện mà lúc nhỏ con được nghe qua, thì nó hay diễn tả về mấy cha nội Hà Tiện á. Và thì mấy cái ông mà Hà Tiện, con nhớ lại là có cái chuyện là có một cái ông Hà Tiện, thì hôm hồi ở ngoài làng quê đó, thì ông được đi mời đi ăn tiệc. Thì ở quê thì khi mà người ta mà được mà mời đi ăn tiệc như vậy đó, thì người ta phải mặc quần áo đẹp, rồi quần dài, áo dài, khăn đóng rồi như vậy đó. Thì ông chuẩn bị xong để mà đi ăn tiệc rồi, thì ông đi ra mấy bước, thì ông nghĩ sao ông sợ đi xa quá cái nó mòn đôi giày mới của ông. Ông ấy tháo đôi giày ra, ông kẹp nách chúng thôi nó mòn. Thì ông cũng đi ra tới đầu ngõ sớm sát, sau đó ông đá chúng cái cục đá, cái nó toét cái móng cái phun máu me đầy hết. Ông đau quá, ông nhảy cò cò rồi vậy đó, ông xích xoa cái. Nhưng mà vừa đau xong cái ông này chợt nghĩ, ấy cha, may quá lúc nãy mà mang đôi giày là trầy mất cái mũi giày rồi. Thì thật ra mấy cái người Hà Tiện á, người ta cũng có lúc này lúc kia nó đau, nhưng mà làm như là nó cũng là trong gan trong máu người ta rồi. Cái chút xíu thì cũng quay lại cái cũ, ông cũng sợ mất tiền mất của như vậy đó. Thì ông cũng chảy máu chân, nhưng mà ông cũng ráng đi đến đầu làng, thì muốn là đi qua cái làng bên kia để đi qua, thì ông phải đi qua đò mới qua được cái bờ bên kia được. Thì cũng trả tiền đò để đi qua. Thì ông đi lên cái đò như vậy á, thì nửa chừng ông cũng phải dòm ngắm trời trăng mây nước để thưởng thức cho nó đáng cái đồng tiền. Ông cũng nhìn cá bơi mây bay sao đó, thì ông lồm cồm ông lọt xuống nước. Mà ngay giữa sông ông lọt xuống, mà chúng cái ông này nhỏ thì đâu có bây giờ mà trả tiền người ta mà học bơi học đồ gì đâu. Thì ông không biết bơi, cái ông mới dùng dãy để ông kêu cứu, ông cầu cho người ta cứu lên. Ông nói ai cứu tôi được thì tôi thưởng. Thì có trên đò một vài người, thì có cái ông kia ông mới nói cho ông đồng, ông nhảy xuống ông cứu. Ông này cũng lặn lên hụp xuống, thì cũng ráng như vậy, nhưng mà cũng chồm lên nói một đồng mắc quá. Cái đò thì nó cứ nước nó trôi, nó đưa đi từ từ hơi xa xa. Thì ông kia nói thôi, ông này gần chết rồi thôi. Ông nói thôi 50 xu đi. Thì ông nhảy xuống ông cứu. Ông này cũng đạp lên đạp xuống vài giây rồi ngóp lên cũng nói 50 xu vẫn còn mắc quá.
cái chảo giá qua chả giá lại thì ổng càng ngày ổng càng mệt quá, ông muốn chìm xuống nước rồi. Thì ổng cũng, ông này nói thôi 20 xu ổng nhảy xuống ổng cứu, thì cũng phải ướt quần áo rồi phải bơi mệt nữa, cho nên ổng xà giá còn 20 xu rồi, mà cái ông này cũng ráng đạp lên đạp xuống cũng 20 xu vẫn còn mắc quá, thà chết sướng hơn. Thì thật ra cái câu chuyện này là người ta cũng tạo dựng này để tả về những cái ông mà hà tiện mà con được nghe kể lúc nhỏ, thì con mới nhớ cho tới bây giờ cũng những cái người mà người ta như vậy thì nó đã mang cái nghiệp vào trong máu rồi, khó mà sửa đổi lắm. Thì mình nghe thì mình cũng đưa ra được cái bài học cho bản thân là mỗi người chúng ta đều có cái nghiệp mà báo riêng biệt. Thì cho dù là con ta hay là vợ ta đi nữa thì cũng chỉ có một số điều kiện đồng tương duyên và cộng nghiệp mà thôi. Cho nên mỗi người mình phải tự lo mà tu tập cho bản thân, để hồng may ra mà có cái đường xoay chuyển hướng thượng. Thì con chỉ có một ý kiến ngắn như vậy thôi. Tại cái câu này thì con cũng thấy rất là hay, và nhiều sư giảng rất là hay, thì con thấy cái tả về cái duyên sự như vậy thì con nhớ tới cái mẫu chuyện nhỏ này, con chia sẻ như vậy. Con xin đọc lại một lần nữa cái câu kệ này. Buddha mắt thi tha nằm mắt thi iti ba lô vi hành nhã thi atta hi atta no nát thi kuto Buddha kuto tha năng. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta, ta không có, con đâu, tài sản đâu. Buddha mắt thi tha nằm mắt thi iti ba lô vi hành nhã thi Atta hi atta no natthi kuto buddha kuto tha năng. Dạ, con cũng có một ý kiến như vậy. Con cảm ơn sư và đạo tràng đã nghe, và có sai sót gì con xin sư có thể giảng thêm để cho con hiểu được. Và con xin mời quý vị kế tiếp tham gia. Dạ, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Sà thủ Huỳnh Giang Nhật Hà ha. Câu Phật ngôn này áp dụng trong đời sống thực tế của chúng ta rất là xác thực ha. Chúng ta không có căn cứ vào trong những cái duyên sự trong những cái câu Phật ngôn đó, mà chúng ta rút ra chúng ta đưa ra những câu chuyện hiện tại để áp dụng vào câu Phật ngôn này. Huynh Giang Nhật Hà thành công nói ít, nhưng mà đưa ra những câu chuyện như vậy chứng tỏ rằng con người nghĩ đến bản thân của mình, nhưng mà thật sự tự ta không có gì hết, vô ngã mà mình đâu có gì, thì con đâu, tài sản đâu. Sinh ra hai bàn tay trắng rồi nằm xuống cũng trắng tay, có gì đâu, chỉ có cái thiện và cái ác đi theo chúng ta mà thôi. Vậy thì atta hi atta no na thu, ta là nơi nương nhờ cho chính ta, hãy sống, không phải là vị kỷ, nhưng mà hãy sống để biết mình là ai, cái đó quan trọng, chứ đừng có dựa vào con tôi, tài sản tôi, rồi con đâu, tài sản đâu, đã gọi là vô ngã đâu có gì. Vậy thì mình hãy biết trong cái những hơi thở còn lại của cuộc sống mình có tạo được thiện pháp hay không, và chính cái thiện pháp đó là nơi nhờ cho chúng ta. Punya niparalo kasmin batitha hon tipa nikman. Nếu mà chúng ta không có phước thì chúng ta sẽ trôi lăn trong sanh tử, và bốn cái khổ cảnh là cái nơi thường trú của chúng ta. Còn chúng ta tạo được những cái duyên thì cảnh trời, cảnh người để chúng ta tiếp tục tu tiếp. Rất là hoan hỷ Huynh Giang Nhật Hà ha, để chia sẻ rất là thực tế. Mong rằng quý vị trong đạo tràng
học được một bài học giống như Huynh Giang Nhật Hà, để rồi chúng ta thấy thiết thực trong cuộc sống, sanditiko, thiết thực với cuộc sống. Rồi, sa thu. Bây giờ thỉnh Đại Đức Tuệ Đức 15 câu Phật ngôn, Đại Đức Tuệ Đức thích câu nào? Thỉnh Đại Đức Tuệ Đức coi như lên chia sẻ để cho chính bản thân của mình cảm thấy hoan hỷ với câu Phật ngôn đó, và đạo tràng sẽ nghe và học hỏi. Rồi, cung thỉnh bàn tay của Đại Đức Tuệ Đức ạ. Còn có mười mấy phút nữa thôi. Alo, mắc cỡ gì mà không chịu hả? Đại Đức Tuệ Đức ơi, sao im ru vậy nè? Như vậy là Đại Đức Tuệ Đức muốn nghe quý vị trình bày, chắc không đem cái sự hiểu biết của mình san sẻ cho người khác. Thì cái này cũng giống như Huynh Giang Nhật Hà nói rằng ích kỷ hà tiện ha, anh là bổn sẻn về pháp ha, cứ lên chia sẻ tự nhiên đi cho bà con học hỏi. Alo, Đại Đức Tuệ Đức đâu rồi? Ý, Sĩ Nhật Quỳnh, rồi chắc Sĩ Nhật Quỳnh có ý kiến hay ạ. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã điều hợp chương trình ông bài ngày hôm nay rất là hay. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri tôn đức. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Bách Ta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và kính lễ cô nữ Phúc Hạnh. Dạ, con biết một điều, có lẽ là sư tỷ Đức không có trước máy, nên ngày mời mà sư không có đưa tay, con đưa tay này lần thứ ba rồi, hai lần trước thì con đã nhường cho hai vị rồi. Bây giờ con không thấy sư tỷ Đức đưa tay thì con xin được đưa tay, hơi nhỏ hả? Để Nhật Quỳnh coi lại coi nha. Dạ, bây giờ thì pháp đầu cai, pháp nguồn đầu cai nghe được chưa? Dạ, đạo tràng có nghe được chưa? Đại Nhật Quỳnh không có được, nói không được lớn. Dạ, Đại Nhật Quỳnh khép má lại giờ chút xíu nữa. Dạ, con kính tri ân Ngài. Còn thì cũng giống như chị Meta và Quỳnh Giang Nhật Hà. Còn rất là, mặc dù trong cái phẩm ngu này, con thấy bài nào cũng có con hết. Dạ, bài nào cũng có con trong đó hết. Nhưng mà đặc biệt cái câu 62 này con rất là tâm đắc. Từ khi con mới biết vào rơm tới bây giờ, và con luôn tâm đắc cái câu này. Tại vì thực tế, con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh nô nào, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Nó giúp cho con rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì trước nhất con phải đọc và kể trước rồi con xin chia sẻ. Bút ta mát thi thanh nằm mát thi ít ti bà lờ vi hành nhát ti áp ta hi áp ta nờ nát thi cú tờ bút ta cú tờ thanh nằm. Con tôi, tài sản tôi, người ngũ sanh ưu đạo, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Bụt ta mát thi thà nằm ma ti y ti ba lơ vì hạnh nha ti a ta hi a ta no na ti cụ tơ bụt ta cụ tơ tha năng. Dạ, lý do con thích cái câu này, con tâm đắc câu này nhất là khi con mới đi qua Mỹ, là con nhớ cháu, nhớ quê hương, khóc hoài luôn. Và rồi đến một ngày con vào room, con nghe có một vị giảng về câu pháp cú này, và con nhớ hoài cái câu đó là nếu mà không phải là câu 62, nhưng mà do cái câu đó nó liên quan với câu này. Nếu mà mình rầu buồn trong lúc vô thường nó đến mà mình chết đi
thì mình sẽ làm gì đấy? Mình sẽ trở về Việt Nam với hình thù một con chó để mình giữ nhà tụi nó sao? Dạ, thì tự nhiên nó tỉnh lại, dạ nó tỉnh lại, không còn khóc nữa, mà phải ráng học, pháp cú, phải ráng tu tập, phải nghe quý sư giảng bài, ráng cố gắng và ráng phục vụ tâm bảo để mình thoát ra được cái ái của mình. Và con đã làm được chuyện đó. Và cái câu này nó giúp con, khi mà mình luyến ái con cái thì mình nghĩ lại nó liền. Mình chết đi thì nó cũng không phải là con mình, mà nó là mình chết. Còn nếu nó chết đi thì mình cũng không là mẹ nó. Lý do, từ lúc mà con trai con thứ hai con, khi con qua để ý được 3 hoặc 4 năm vậy con quên rồi. Dạ. Thì con trai con 48 tuổi nó đã ra đi. Trong khi nó bị tai biến, em nó báo cho con thì con biết rồi, không thể sống được rồi. Mà nó đã từng lên chùa Ngọc Đạt và sư cũng thương nó lắm đó. Và nó cũng con đi chùa nào con cũng nhắc nó đi. Nhưng mà khi con nghe nó bệnh vậy, con nói con ơi, con chờ mẹ về nghe. Con chờ mẹ về để mẹ gặp con lần cuối nha. Con tức tắc mua vé máy bay về nhưng mà vẫn không bao giờ gặp được, vì nó đã ra đi rồi. Và khi con về thì mấy đứa em nó dắt vô để dỡ mặt nó ra. Con chỉ nói nó một câu: đời này mẹ và con là mẹ con với nhau. Nhưng mẹ mong rằng nếu đời sau gặp lại, mẹ và con là bạn tri thức với nhau, giúp nhau tu tập. Thì cái câu này nó giúp cho con rất là nhiều. Con tôi, tài sản tôi, đâu có gì của tôi đâu. Nếu nó là của tôi thì nó đã nghe con rồi. Nhưng mà nó không có nghe con, nên là nó đã bỏ con, nó đi rồi. Cũng như là bản thân con cũng vậy. Đôi lúc mình bệnh hoạn, mình thế này thế kia, có những chuyện cũng khó nói ra với đạo tràng. Nhưng mà nghĩ nó đâu phải là của mình. Nếu có, nó là của mình thì nó không có hành hạ mình như vậy. Dạ, thì đây là cái câu tâm đắc nhất của con. Con thực sự con không có nhớ nhiều về duyên sự, mà con cũng không chú tâm nhiều về duyên sự. Lý do, Ngài là người giảng duyên sự rất là hay, hay tuyệt vời. Nên con mà nói duyên sự thì nó rất rất là vô duyên, nên con không bao giờ nói duyên sự. Nhưng lúc sáng này con học ở lớp học của Thá Thăm Má thì cũng có một cái câu chuyện là một ông Bà La Môn đó có 4 người con. Rồi ông cũng nghĩ ông già rồi, ông là đại gia luôn, ông già rồi ông chia cho 4 đứa con tài sản hết, rồi ở đâu cũng không được. Cuối cùng gặp Đức Thế Tôn, Đức Thơm dạy cho một bài kệ, thì ông nương vào cây gậy thì con cái ông nó tỉnh lại. Lúc đó con nghe, con định chát lên rùm, nhưng mà rồi thôi con không chát. Không phải đời xưa, đời nay cũng vậy thôi. Đời nay cũng vậy thôi. Những đứa con của mình hôm nay nó tử tế với mình như vậy, nhưng nếu mình thiếu phước thì mình cũng y chang như vậy thôi. Mình không có trách nó, nhưng mà do mình thiếu phước thì mình phải chịu thôi. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ con cùng thỉnh Ngài chỉ dạy cho con. Con thành kính đảnh lễ tri ân chúng từ trong đức và nhiều bình kính cảm ơn đạo tràng. Con kính dân mít đến Ngài. Sa thủ Sít Nhật Quỳnh. Huynh Giang Nhật Hà nói cô Nhật Quỳnh tử sự hay quá. Không, cái vấn đề những câu kinh tiếng kệ, những lời dạy của Đức Phật, không phải mình căn cứ nơi cái thời kỳ của Đức Phật, mà Ô Tri Tăng lấy câu Phật ngôn đó
kiểm điểm lại chính bản thân của mình, gọi là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thân thọ tâm pháp của mình y cứ vào câu Phật ngôn này, chúng ta đã lãnh hội được cái gì? Cái điều quan trọng là phải có một sự so sánh cách vật trí si. Thì khi đó chúng ta mới tu được chứ. Còn bây giờ cái chuyện của người mình cái xấu của người ta, tư của mình cái xấu không lấy đẹp, rồi mình đi giống như ngày lượt để với cái room này và biết một túi một đẳng cấp mà một đây hỏi sao em sự không biết cái chân ghế móc tủ trắng nào chỉ đọc hết không phải là tự có được một cái căn bản là đọc biết đúng biết sai, cái đó là quý vị thành công mà. Đọc sai quý vị coi như cảm thấy rằng ổn nhột nhột khó chịu phải đọc lại, thì đây là một cái điều mà chúng tôi rất là phục, rất là hoan hỷ với cái dòng đọc của quý vị về trường âm đoạn âm nhận định đúng và sai. Thì cái đó là cái tu á. Cho nên những câu Phật ngôn này chúng ta hiểu theo ý nghĩa của cuộc sống bây giờ của chúng ta. Sinh nhật Quỳnh cũng rất là thực tế. Rồi Huynh Giang Nhật Hà một câu chuyện dí dỏm mà cũng nói lên cái ý nghĩa của câu Phật ngôn này. Đâu phải là chúng ta phải đọc nguyên một cái duyên sự như vậy. Chúng ta chỉ rút ra những cái điểm tương đồng, những cái điểm để mà chúng ta triển khai, mà cái điều đó chúng ta tâm đắc, quan trọng là như vậy. Cho nên hôm nay quý vị rất là thành công. Học thì chúng ta phải ôn lại văn ôn võ luyện, và chúng ta ôn lại thì khi đó chúng ta mới thấy cái hay của những lời Đức Phật dạy, và chúng ta áp dụng trong cuộc sống để rồi chúng ta kiểm nghiệm lại chúng ta tu được cái gì, chúng ta có tiến triển không, hay là khi mà thấy chuyện bất bình thì bồ đề gai nổi lên. Như vậy thì mình không có chiến thắng được chính mình. Tu tức là mình phải nhìn cái sự sân đó, anh sân tới cái độ nào, sân trước, sân sau, sân thượng hay sân bay, mình phải coi cái sân đó lớn hay nhỏ. Nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn cũng công đức chi sơ, tức là khi mình sân hận lên thì bao nhiêu công đức của mình coi như trôi theo chiều gió. Nhưng mà chúng ta nhìn vào đó để phân biệt nó sân cỡ nào, và cái tâm của mình nó có chạy theo cái sân đó hay không. Chúng ta chỉ cần nhìn cái sân đó để rồi cái sân đó, sự nóng giận đó nó mắc cỡ, nó dừng lại, thì như vậy chúng ta thành công. Còn mà chúng ta duyên theo cái sân đó, lửa đã cháy mình đổ thêm dầu, dầu nó cháy ít quá thôi đổ xăng cho nó oi, thì như vậy mình là kẻ mà coi như thọc gậy bánh xe pháp, đã cháy rồi còn đổ xăng vô nữa, mình hùng phước với nó trong những điều bất thiện, thì cái đó là cái bảo đảm trước sau cũng chết, mà chết mà đi xuống cho mà chết đi lên. Ồ, trễ giờ rồi bà con ơi. Thôi chúng ta chấm dứt ở đây ha. Hôm nay quý vị sinh hoạt rất là tuyệt vời.
quý vị. Quý vị đã thấy à, chúng tôi là Sĩ Nhật Quỳnh đi vô chi tiết. À, Sĩ Kim cũng có nhưng mà nói hơi nhiều. Bởi vì Sĩ Kim ai cũng nói rằng Sĩ Kim là ba tám á, cho nên nói hơi nhiều. Nói nhiều cũng cười nữa chứ. À, thôi thì rút ngắn lại chút ha. Đi vô chi tiết thì chúng ta sẽ có được một cái kết quả tốt. Và buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây rất là mỹ mãn, à, rất là mỹ mãn. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ rùm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, trễ giờ rồi, xin phép quý vị đóng rung luôn ha.